Cô ấy chỉ là ngất một lúc mà đã bị đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói cô đã bị mắc bệnh hiểm nghèo. Trong não cô có 3 khối u, cùng lắm chỉ sống được 1 tháng. Cô như chết lặng. Cái gì cơ? Tôi sắp chết ư? Tôi rất lấy làm tiếc. Ngày hôm sau, cô đã xông thẳng vào phòng làm việc của sếp để xin từ chức. Nào ngờ ông sếp chỉ chăm chú nghe điện thoại mà không để ý đến cô. Cô liền tức giận, cầm giày cao gót đập nát chiếc điện thoại. Giờ tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Đồng nghiệp thấy cảnh này không khỏi há hốc. Ai ngờ bà chị mình thường ngày hiền lành tốt tính, mà nay mạnh dữ thần, em phục chị sát đất. Trên thực tế, những việc tiếp theo cô làm sẽ càng điên cuồng hơn. Chị gái ấy tên Georgia, là một nhân viên bán hàng bình thường. Cô luôn sống tuân thủ theo nguyên tắc. Ông sếp khắc nghiệt luôn giao giảng với cô vì vài đồng lẻ. Cô nhịn, rõ ràng là món ăn yêu thích của mình nhưng vì giảm béo, cô lại nhịn. Cuộc sống mỗi ngày của Georgia đều lặp đi lặp lại. Mỗi tháng đều nhận số tiền lương ít ỏi. Mặc dù cuộc sống bình dị, nhưng cô vẫn rất lạc quan. Cô luôn kỳ vọng ông trời sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ. Nào ngờ thứ đón đợi cô lại là nỗi bàng hoàng sửng sốt. Vào cái đêm biết mình mắc bệnh nan y, Georgia đã hoàn toàn suy sụp. Cô lật dở cuốn sách ghi những điều tâm nguyện của mình, trong đó có những món ngon mà cô muốn ăn, những nhà hàng cô muốn đi và cả người mà cô thầm thương. Cô bật khóc nức nở, nhịn ăn nhịn uống 30 mấy năm nay. Nhưng ngay đến một nguyện vọng nhỏ bé, cô cũng chưa thực hiện được. Hiện giờ chỉ còn lại 4 tuần để sống. Cô đã hạ quyết tâm, phải sống hết mình vì bản thân. Ngày hôm sau, Georgia lại đến phòng làm việc của sếp làm loạn. Tiếp đó, cô đã đến ngân hàng để rút số tiền tích lũy và tài sản mà mẹ để lại và mua một vé máy bay đến châu Âu. Trước khi chết, cô phải thực hiện tất cả nguyện vọng và tiêu hết sạch tiền. Tôi muốn tiêu sạch chúng. Lên máy bay, bởi vì đã mua vé hạng phổ thông. Anh trai to béo ngồi phía trước muốn chơi ép dò cô. Nếu là Georgia của lúc trước thì sẽ nhẫn nhịn chịu đựng đấy. Nhưng không, Georgia hiện giờ sẽ không nín nhịn nữa. Chỗ ngồi của hãng hàng không các người hẹp quá. Anh trai này gần như ngồi cả vào người tôi rồi. Nào ngờ, tiếp viên nam liền chế giễu nói. Vé hạng phổ thông chỉ được như vậy thôi, muốn rộng cô hãy lên khoang hạng sang mà ngồi. Georgia nghe thấy thế chỉ cười nhẹ. Vé hạng sang bao nhiêu tiền? Cô không nói nhiều, trực tiếp thêm tiền lên khoang hạng sang. Chỗ ngồi ở đây quả là rộng rãi thoáng mát. Không chỉ có gà nướng, mà còn có tiếp viên rót rượu tận tình. Georgia nhấp thử một ngụm rồi cảm thán. Đây chính là cảm giác của người có tiền sao. Xuống máy bay, cô nhìn thấy một hàng dài xe taxi. Nhưng Georgia chơi lớn luôn, bao hẳn một chiếc trực thăng luôn cho máu. Ngồi trực thăng tiến thẳng đến khách sạn 5 sao mà mình mơ ước. Người dưới đất đều phải há hốc, nhân vật tầm cỡ này là ai? Là một ca sĩ nổi tiếng hay quý sơ tộc Anh Quốc? Bởi vì ngồi trực thăng, Georgia đã đến khách sạn trước 2 ngày. Nhân viên lễ tân nói đã hết phòng trống, chỉ còn một căn phòng tổng thống, $4,000 một đêm. Rồi, không vấn đề gì, múc luôn. Lúc vào phòng, nhân viên phục vụ đã giúp cô mang hành lý lên trên. Đây, thưởng cho chú em 4.000 corona cho chú em vì sự tận tình. Nhân viên phục vụ liền ngây người, chỉ dám nhận một tờ. Còn 3 tờ còn lại trả cho chị nè. Georgia đứng trước cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cô không khỏi cảm thán, mình luôn muốn sống trong một thế giới như vậy. Đầu tiên cô đã đi trải nghiệm cảm giác spa của giới thượng lưu. Trên lưng đặt hòn đá lớn. Cạo lông mày, triệt lông. Cuối cùng là đắp bùn toàn thân. Georgia đã bị bọc thành xác ướp, không thể chịu nổi loại giày vò này nữa rồi. Vẫn nên đi ăn cơm thôi. Đầu tiên, cô đã đi đến một cửa hàng lễ phục cao cấp để thay đổi bản thân. Đến tối, cô đã mặc một bộ lễ phục màu đỏ tiến vào nhà hàng 5 sao. Và bộ lễ phục nổi bật này đã khiến các nghị viên ở đây đều phải lác mắt. Chào quý cô. Cả bàn ăn này đều là quý tộc thượng lưu. Nhưng cách họ gọi món lại vô cùng quái gở. Người có tiền đều gọi món như thế à? Không bơ, không kem, không quá lửa, không béo, cái gì cũng không được. Vậy muốn ăn cái gì? Lúc này, Georgia cũng đã gọi món. Cô đã gọi tất cả các món ăn đặc trưng của đầu bếp. Cũng không kén ăn, không có bất cứ yêu cầu gì. Đầu bếp liền nghĩ, đây mới là tín đồ mê ẩm thực chứ. Rất nhanh, món ăn đầu tiên đã được đưa lên bàn. Bếp trưởng cũng đích thân đến hỏi thăm cô, hai người đều trò chuyện về món ăn yêu thích. Nói vài ba câu đã trở thành bạn. Rất nhiều người sợ ăn thịt mỡ. Đúng vậy, họ không thích thịt lợn. Và cảnh này đã làm những người khác phải kinh ngạc. Có thể được đầu bếp Michelin đích thân đón tiếp, người phụ nữ này rốt cuộc là nhân vật kiệt xuất nào? Có người nói cô là một doanh nhân giàu có người lại nói cô có quyền thế ngút trời. Nhưng bất luận cô là ai, người doanh nhân trên bàn ăn này cũng vô cùng bất mãn. Ông ta tên Gregen, là một ông trùm kinh doanh người Mỹ, là người có tiền nhất ở cái khách sạn này. Gregen vốn định mời nghị viên ăn bữa cơm bàn chuyện hợp tác, gọi bếp trưởng qua tiếp đãi để cho nở mặt nở mày. Nào ngờ, sự xuất hiện của Georgia đã cướp mất uy phong của ông ta. Gregen cảm thấy đây nhất định là người đối thủ phái tới để phá hỏng kế hoạch của mình. Ông ta càng không vừa mắt cô hơn.
Georgia cũng rất ghét ông ta. Thì ra ông sếp trước của Georgia là fan cứng của Craven. Ngày nào ông ta cũng cảm thán về sự thành công của ông ta. Hãy xem quyển sách này đi. Georgia thấy đến là phiền phức. Thế là vào ngày từ chức, cô đã bẻ luôn đĩa CD của Craven. Trong khách sạn, hai người đã gặp nhau tại thang máy. Georgia không nhịn được đã châm biếm Craven một câu, khiến ông ta tức sôi máu. Ngày đó, Georgia đi trượt tuyết. Đây là lần đầu tiên cô chơi trò này. Vừa dẫm lên ván trượt đã không thể kiểm soát, trượt thẳng một đường xuống núi. Lúc này, Craven cũng đang dẫn nghị viên tới khu trượt tuyết bàn chuyện làm ăn. Đột nhiên, Georgia lướt qua như một cơn gió. Craven thấy thế lòng thầm nghĩ, mình không thể thua cô ta được. Thế rồi ông ta đã trượt theo sau cô. Ông ta tưởng rằng đây là một cuộc thi, nhưng không ngờ rằng Georgia hiện giờ vô cùng hoảng loạn. Hai người cứ thế xuyên thẳng vào rừng. Georgia vô cùng may mắn, tránh được mọi chướng ngại vật. Cuối cùng cô đã đáp đất an toàn. Thế nhưng Craven thì không được may mắn như thế, ông đã tiếp đất một cách không được êm ái cho lắm. Đến tối, nghị viên đã mời Georgia cùng ăn cơm. Craven vô cùng không vui, nào ngờ bếp trưởng đã đặc biệt chuẩn bị cho Georgia một bàn ăn thịnh soạn. Lần này là đến lượt cô mời lại nghị viên, bỏ lại Craven ngồi một mình một bàn. Thấy đa số nghị viên đều đang ở bên này, Craven chỉ đành nhấc ghế qua. Georgia đã trở thành tiêu điểm của bàn ăn. Cô nói ngày mai muốn đi chơi nhảy dù, mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Craven thấy cô lại muốn cướp uy phong của mình, liền nói cũng muốn đi chơi nhảy dù. Cứ như thế, một cuộc thi nhảy dù đã chính thức bắt đầu. Hai người đứng trên một con đập cao mấy nghìn mét, dưới tình trạng không có bất kỳ đồ bảo hộ nào, nhảy thẳng xuống dưới. Nhìn độ cao này muốn ói quá, Craven có chút choáng váng. Sau đó, huấn luyện viên lại nói, sợ gì chứ, chẳng nguy hiểm chút nào, cũng chỉ có vài người chết thôi mà. Câu nói này của huấn luyện viên càng khiến Craven sợ hãi hơn. Ai nhảy trước đây? Ưu tiên các quý cô. Georgia ngược lại chẳng xem là chuyện gì to tát, dù sao cô cũng sắp phải chết. Cô giang hai tay ra lập tức nhảy xuống dưới. Cảm nhận được cảm giác sảng khoái chưa từng có. Sau đó cô đã mở dù ra, cuối cùng thành công đáp đất. Trên con đập, huấn luyện viên bắt đầu giục Craven. Nhảy đi, còn đợi gì nữa? Nào ngờ Craven nhất quyết không chịu nhảy. Cứ như thế ông đã nhận thua. Những người trong phòng giặt là của khách sạn nói. Ngày đó chiếc quần mà Craven đưa đến đã ướt nhẹp. Chắc là ông ấy đã sợ lắm nhỉ. Phải chịu nỗi nhục nhã lớn này. Craven tức đến xoắn ruột. Ông ta quyết định dùng trò chơi đặt cược sở trường của mình để lấy lại thể diện. Nào ngờ, Georgia đúng là cô gái may mắn hết phần thiên hạ. Ván cược đầu tiên cô đặt hai lần liên tiếp vào ô 17 điểm. Thế mà bóng lại lăn đúng vào ô 17. 17, mà doanh dân bên kia thì thảm rồi. Mọi người đều đặt theo Georgia. Chỉ có ông ta là đặt ngược lại. Kết quả đã thua hết một đống. Lần thứ ba, Georgia đã đặt hết tất cả số chip lại vào ô số 17. Những người xung quanh không khỏi sửng sốt, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Nhiều tiền như vậy mà tiêu hết sạch trong một lần sao? Craven không cam lòng, lại đặt thêm lần nữa. Kết quả 17, 17, 17. What? Chỉ vỏn vẹn 10 phút, Georgia đã ẵm trọn hơn 3 triệu. Cô cảm thấy khá là buồn cười. Đúng là trớ trêu, lúc cô sắp chết thì vận may lại tới. Bên kia, Craven đang tức điên người. Ông ta đã lén mua chuộc quản gia khách sạn, muốn bà bất chấp mọi thủ đoạn, phải tra được thân phận của Georgia. Quản gia đã lén lẻn vào phòng của Georgia. Ngay sau đó, bà đã tìm được thẻ công tác cũ của Georgia. Quản gia tuyệt đối không ngờ rằng, người phụ nữ siêu giàu được mọi người săn đón lại chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường. Bà đang định nghĩ kế để vạch trần thân phận của cô, thì lại nhìn thấy bức di thư của Georgia. Nếu như ai đó nhìn thấy bức thư này, thì chứng tỏ tôi đã qua đời vì bệnh nặng. Biết được cô không còn sống được bao lâu nữa, bà quản gia vô cùng đau lòng. Bà nói với Craven là không tra được thứ gì. Tiếp đó, đến khi Georgia trở về phòng, bà đã ôm chầm lấy cô. Bà chân thành xin lỗi cô và nói sẽ giúp cô giữ bí mật. Georgia chỉ mỉm cười, cô không hề trách bà. Ngược lại, cô lại cảm thấy rất vui mừng, vì cuối cùng cũng có người có thể thấu hiểu cô. Georgia biết rằng, thời gian còn lại của mình không còn nhiều nữa. Cô nhìn vào trong gương và nói với bản thân rằng, cô đã rất may mắn rồi. Cô không thể có được tất cả mọi thứ mình muốn. Tiếp theo, chúng ta hãy làm những chuyện khác biệt đi. Phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc đối diện với thế giới. Chúng ta hãy dũng cảm đối diện với thế giới này. Và đừng sợ hãi cái chết nhé, cô gái. Lễ Giáng sinh đã tới, bếp trưởng đã mời Georgia cùng mình làm một bữa tối thịnh soạn. Cô rất vui mừng khi được thể hiện tài năng nấu nướng của mình. Bít tết, gà nướng, canh hải sản. Ngay đến đầu bếp nổi tiếng Michelin cũng phải thích mê. Ai ngờ trong buổi tiệc, Craven đã ở ngay trước mặt mọi người, vạch trần thân phận thật của Georgia. Thì ra, Craven đã thông qua một người bạn để biết được thân phận của Georgia. Ông ta vô cùng đắc ý, nói cô là một nhân viên quen, mà còn muốn giả thành người có tiền để lừa người khác.
Nào ngờ Georgia lại không hề cảm thấy hổ thẹn. Cô thản nhiên đứng dậy nói với mọi người, cô không muốn lừa bất cứ ai cả. Sở dĩ cô đến nơi này là vì cô đã mắc bệnh nan y. Cô muốn tận hưởng những tháng ngày còn lại, tiêu hết số tiền đã tiết kiệm được, thực hiện nguyện vọng của bản thân, để không phải hối tiếc khi rời khỏi thế gian này. Cho nên, hy vọng tôi không phá hỏng tâm trạng ăn tối của mọi người. Dứt lời, cô liền xoay người bỏ đi. Đám người lần lượt đứng dậy rời khỏi bữa tiệc và mắng Kraven là đồ tồi, đồ khốn. Nhìn bạn bè từng người một rời đi, Kraven vô cùng hối hận. Ông ngồi một mình uống rượu. Sau đó ông đã cầm theo chai rượu ra ngoài ban công. Thật ra Kraven không xấu, chỉ là ông không muốn chịu thua Georgia. Nhưng không ngờ là sự kiêu ngạo của ông đã làm tổn thương đến một người sắp phải rời khỏi thế giới này. Cả một đời ông làm người chiến thắng, nhưng đây là lần đầu tiên ông thua triệt để trước một người. Georgia thấy thế thì vội vàng trèo qua tâm sự với ông. Ông có nhiều tiền như vậy, còn có nhiều thời gian như thế, vì sao phải vì một chuyện còn con mà suy nghĩ tiêu cực? Tôi mặc dù đã thắng ông, nhưng lại không còn nhiều thời gian nữa. Kraven hỏi cô còn có điều gì nuối tiếc không? Georgia nghĩ một lúc rồi nói, hiện giờ, điều duy nhất cô nuối tiếc chính là không bày tỏ với người mình thích. Ngay lúc này, dưới lầu truyền đến một âm thanh quen thuộc. Georgia, sao anh lại ở đây? Georgia vô cùng kinh ngạc, anh chàng cô Brad đã chạy đến đây tìm cô. Thì ra, anh cũng thích thầm cô. Vào khoảnh khắc khi biết tin Georgia mắc bệnh nan y, anh cũng đã xin từ chức. Anh đã hỏi thăm hàng xóm về địa chỉ của Georgia. Bất kể là cách bao xa, anh cũng phải bay đến để gặp cô, để ngỏ lời với cô. Georgia, anh muốn ở bên em, bất kể là 5 phút hay 50 năm. Georgia nghe được lời tỏ tình của anh, lòng vừa vui mừng vừa buồn bã. Cô trách ông trời, vì sao đến lúc cô sắp phải chết rồi, cô mới có được tất cả mọi thứ. Ngay lúc này, bệnh viện đã gửi một bản fax tới. Thì ra máy móc ở bệnh viện đó xảy ra vấn đề. Bệnh viện đã quét 30 bệnh nhân mà người nào cũng là bệnh nan y. Vị trí của khối u hoàn toàn giống hệt nhau. Kết quả chẩn đoán của cô là nhầm lẫn, máy móc của bệnh viện có vấn đề. Cô không mắc bệnh nan y, cô vẫn sẽ sống tiếp. Tôi vẫn sẽ sống tiếp ư? Lúc này niềm vui như vỡ òa. Cô hoàn toàn không ngờ được rằng thì ra căn bệnh nan y này của cô đã đem lại cho cô niềm hạnh phúc to lớn. Cuối câu chuyện, Georgia và bạn trai đã mở một nhà hàng nhỏ. Việc làm ăn vô cùng thuận lợi. Cô cuối cùng đã trải qua một cuộc sống mà mình mơ ước. Đây là một bộ phim tràn đầy tươi đẹp và ấm áp. Hãy sống cho hiện tại, cuộc sống mới không còn điều gì hối tiếc. Khi còn trẻ, hãy làm những việc mình muốn làm, gặp những người mình muốn gặp và hãy biết tận hưởng cuộc sống. Vì khi ta nhắm mắt xuôi tay rồi, tiền cũng chỉ là một đống giấy vụn. Chị đẹp review phim xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like và đăng ký kênh nhé.